Mình xin chào các bạn nhá. Thế hôm nay mình xuống nhà ông Nghĩa. Bạn thiết kế món đang cá nhảy. Thiết kế món cá nhảy. Mới hôm trước thì uống rượu nhiều quá nên là mệt rượu. Hôm nay làm cá nhảy để giải rượu, xong là mấy ngày đi chảy cà, phi cà pháo rồi làm cỏ nương nữa bạn. Nghỉ cũng khá là nhiều ngày rồi. Trời thì nó mưa nhiều ấy, mưa hẳn gần 2 tuần rồi trên mình ấy. Bây giờ được 1-2 ngày nắng rồi, nhưng mà lại có việc ăn tết ấy. Nên không đi làm. Bây giờ mệt thì nhảy xuống ao tắm. Hôm nay mình sẽ bắt cá chép này với cả cá rô làm cá nhảy. Bây giờ ông con mình sẽ quăng chài bắt cá bạn. Chơi cẩn thận nhá ông nhé nhá, không là dây xuống ao rồi đấy. Ao này gần nhà nên là rất là tiện rồi. Nhảy đi. Không được con à? Thế là không ổn rồi, quăng chài không tốt rồi. À kia kia được con kìa. Úi dồi. Đây các bạn, toàn là được cá chép này. Ôi con cá này to thế. Cá lắng này. Ôi ngon rồi con này. Đây các bạn. Cá sẽ làm cá nhảy này. Cá chép này thì ăn quá đủ rồi. Tầm này lủ tanh nha. Đây con này đâu. Bốn con rồi. Rồi. Thank you.
con cá mình các bạn. Sẽ làm cá nhảy nhưng là còn này, làm cá chép này. Một con, hai, con nổi trên hết rồi nha. Rồi, nhiều luôn rồi. Đấy, có loại cá này nữa này. Thì những con cá này mình sẽ nướng làm nhân chín nha. Nướng cho cá nhiều mới ngon. Và mình sẽ cho cây chuối này các bạn đây. Đây các bạn. Chậu cá gỏi mình này. Rồi. Bên này thì em đang giã lạc. Xong. Còn mình chế cái này cũng xong hết rồi, bây giờ chỉ cho nước măng chua trộn lên là ok. Bây giờ ông sẽ trộn nha, nước măng chua, muối, mì chính, hoa rất là cho nước măng chua. Rồi. Thế đổ vào là xong. Chắc ít nước rồi không anh? Rồi đặt máy với bố khu nhà mưa 3 tiếng 30 mưa. Lươn lọc lê, non lọc nhập lọc nhầm nhầm nhất đúng không? Có tương này nào đấy. Thế là ok. Đấy, bắt tầm năm này. Ôi, thả cá. Ủa, đây là toàn cá chép luôn các bạn. Ngày ác. Ôi. Ôi giời. Chơi đi. Mấy bạn nhá. Mấy bạn nhá. Lên đi ơi. Anh Luận này chơi thích cá rô phi thật. Mời anh em nhá. Ngon. Hám rượu vào đi.
Món này phải có rượu thì nó mới không tanh. Đây này, tỏi bên này nhá. Rồi. Mình qua sẽ ăn con trước rồi. Đây. Đặt cơn trước. Thèm lắm rồi. Làm miếng tôm và đá. Mời bạn nhá. À, cá chép. Hắc tù hợp. Ah.
Thank you.
Đây là được bữa cá gỏi giải rượu rất là ngon các bạn. Ngon như cháo. Tuyệt vời. Cố lên, còn 4 con thôi. Mẹ cái chồng này nó khủng rồi. Đi nào hết rồi. Wow. Chơi nào Dũng Dũng. Bây giờ mình cũng xin được kết thúc video mình tại đây nhá. Xin chào bạn. Chào anh em nhá.